Audio Jungle. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Chia Sẻ Free. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái ứng dụng rất là hay. Đó là ứng dụng MeToo. Đó là ứng dụng selfie và chỉnh sửa ảnh và robot vẽ tranh. Thì cái dạng này nó sẽ biến ảnh thật của các bạn thành tranh, thành hình vẽ. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt và mình sẽ sử dụng thử cho các bạn xem nhé. Dung lượng nó thì khoảng 48 MB thôi, cũng không nặng lắm, cũng không phải là phần mềm nhẹ đâu. 40 mấy MB cho cái phần mềm mà chỉnh sửa ảnh như thế này. Ra chờ nó tải xong rồi. Ok, vậy là mình đã tải xong cái phần mềm chỉnh sửa ảnh này. Thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Nó có một số lưu ý là cho phép truy cập điện thoại, cho phép chia sẻ các bạn. Bạn bấm đã hiểu. Thì ở đây thì hầu như là cái giao diện đó là bằng tiếng Việt nên các bạn rất là dễ sử dụng thôi. Mình sẽ test thử một số cái rất là hay của cái ứng dụng này cho các bạn xem. Và để dùng thử những tính năng thì bạn có thể chụp một tấm ảnh, hoặc là các bạn có thể lấy những cái tấm ảnh mà mình đã chụp từ trước và các bạn chỉnh sửa sau đây. Thì bây giờ máy mình thì hình chưa có, mình đã chụp tấm thử nha. Đây. Đây, các bạn thấy không, nó tự động nó làm mình đó, da mình rất là mịn. Mình sẽ lưu thử lại. Đây, mình đã lưu vào album. Thì bây giờ mình sẽ ra nha. Ra lại. Và mình sẽ vào phần sửa ảnh. Đây, mình sẽ sửa ảnh. Mình có thể là để nó tự động. Tự động thì nó chỉnh lố tài quá. Vì lúc nãy mình đã chụp á, chụp bằng cái ứng dụng này thì nó đã chỉnh sẵn rồi. Nên các bạn chỉnh, nếu mà chỉnh nên chỉnh tay lại chứ đừng có cho nó chỉnh tự động. Những cái bước nào các bạn chụp bằng camera thường các bạn thấy vào đây thì các bạn nên dùng những cái tùy chỉnh tự động của nó. Còn nếu các bạn đã chụp trong đây rồi, chụp sẵn bằng cái ứng dụng này thì các bạn không nên sử dụng tự động nữa. Vì nó sẽ làm quá đà cái bức ảnh chúng ta, nhìn nó không có tự nhiên mà không có đẹp lắm. Ta chúng có tăng cường như độ sáng tối, tương phản, bảo hòa, làm nét các kiểu nè. Làm nét bộ lọc. Đây chúng ta có vô vàng những cái bộ lọc để khiến cho những bức ảnh chúng ta lung linh hơn. Phần mềm này cũng cực kỳ hay luôn. Nó hay hơn những cái phần mềm trước đây các bạn biết. Như là mình ít xài lắm, mình nhớ một số phần mềm rất là hay, nhưng mà nó chỉnh không bằng cái này đâu. Cha mà sản cái này đó, mình thấy cái này hay, em giới thiệu các bạn làm đẹp thử nha. Trong làm đẹp thì có phần trang điểm nữa nè. Đó, các bạn thấy không, rất là ảo diệu luôn á. Tô cái môi nè, vãi xít. Ok, thoát ra đi, nhìn đã giống gay cái tô cái này lên nữa. Úi trời ơi. Đó, thật sự là nó cực kỳ nhiều những cái rất là thú vị để các bạn nữ dọc. Các bạn nam yêu màu hồng, các bạn có thể dọc cái này rất là vui. Thấy không? Chỉnh màu rất là nhiều cái, rất là hay, chỉnh rất là đẹp luôn. Ok,
cái phần làm đẹp, đó là phần làm đẹp. Và cái phần ghép ảnh thì nó ghép những cái ô như các bạn thấy trên màn hình không, nó ghép những cái ô nhiều tấm hình của các bạn thành một cái tấm hình với nhiều cái ô nhỏ. Và ở cái phần nội dung á, cái phần nội dung chúng ta sẽ thêm được những cái chúng ta sẽ thêm được những cái sticker rất là đẹp. Đây rất là nhiều sticker này để bắt nhận, mình cũng ít dùng cái này lắm. Cái này quan trọng nhất, cái mình thích nhất của cái ứng dụng này hơn tất cả các ứng dụng khác, đó là nó có thể tạo ra một bức ảnh gọi là bức ảnh vẽ của mình đó, bằng cái trong đây mà như là chưa có, mình biết là như chưa có cái ứng dụng nào làm được. Đây, robot vẽ ảnh, là nó sẽ vẽ ảnh từ cái ảnh thật của các bạn sang một cái ảnh ảnh vẽ. Không, nhìn rất là đẹp và rất là nghệ. Sẽ đây, cực kỳ đẹp, phải không các không, những cái ảnh mẫu này nè, quá đẹp luôn, nó chuyển sang nhìn rất là lung linh. Mình sẽ thử cái máy ảnh kiện số nha, mình sẽ chụp lại một tấm nữa luôn. Ok, chụp lại một tấm nữa đi. Các bạn nên chụp lại vì cái bức ảnh đầu chúng ta chụp á thì nó đã chỉnh sửa rồi, các bạn nên chụp như thế này. Đó. Không, khi không chỉnh sửa mặt mình rất là đen rồi nha. 1 2 3 hi, gầu chưa gạo nữa vải cứ. Đó, nó bóp cả cạm ra luôn kìa, nhìn kinh chưa. Thao tác này nó đang load và nó vẽ lại, nó xử lý ảnh cho các bạn. Phần mềm này cực kỳ hay luôn. Mình chưa thấy cái phần mềm nào mà làm được như cái phần mềm này. Nếu các bạn gành Photoshop thì các bạn, mình nghĩ là có thể làm được, nhưng mà nếu các bạn làm Photoshop thì sẽ rất là mất thời gian và các bạn cần kỹ thuật để làm những cái việc này. Còn cái này là máy nó làm cho các bạn rất là tuyệt vời luôn. Ok, là đây là bức ảnh hoàn thành của chúng ta. Đây thì là nó, cái này là mặc định của nó thôi, các bạn có thể chuyển. Cái này thì nhìn nó cute vãi. Đó, mình sẽ chuyển qua cái khác. Cái này là Starry, chúng ta sẽ tưởng là Woodfresh. Xử thế nào đó, mắt to hơn mà da trắng hơn, răng cả răng cũng trắng hơn nữa, kinh khủng rồi. Chúng ta sẽ thử là Andreas, chúng ta sẽ thử từng cái đó. Nhìn ảo vãi, rất là nhiều cái kiểu đẹp dành cho các bạn. Mình thấy cái kiểu này rất là hay nhờ. Mình thích vãi. Mình sẽ chọn cái này đi, giòn trẻ. Nó kẻ cả chân mày của mình luôn, ghê thật. Phải, đúng này, đúng gì, đúng là đúng là nó vẽ được như hình mẫu thật, rất là hay luôn. Nhưng mà cái mình không thích cái này đẹp hơn, cái cũ của mình vẫn đẹp hơn. Đấy, cũ nhìn thích không? Lưu lại đi. Đó, thì chức năng của nó là như vậy. À, cái này thì các bạn cần đăng ký và đăng nhập nó mới sử dụng được nhé.
Cái này các bạn chỉ đăng ký thôi chứ cũng chả gì đặc biệt cả, đăng ký là sử dụng được. Mình thì đăng ký bằng số điện thoại nha. Sau khi nhập số điện thoại các bạn bấm gửi để nó gửi cái mã xác nhận. Chúng ta sẽ lấy cái mã xác nhận điền vào cái phần mã xác nhận là chúng ta có thể đăng nhập được. Thì nó cho các bạn khoảng 1 phút để gửi. Để mình xem có đi nha. Ok. Mã của mình là 156015. 156015 đăng nhập. Ok, chúng ta đã đăng nhập thành công. Và chúng ta đã có thể lưu được ảnh. Chúng ta có thể chia sẻ được Facebook, chia sẻ được WeChat, chia sẻ được rất nhiều cái mạng xã hội. Cái Instagram nữa. Á, nhìn cả tung chảo. Rồi còn nhiều cái nữa về cái phần vẽ này á, như lúc nãy chúng ta đã mở lên á, thì còn rất nhiều. Như ở trên không? Đây, rất là nhiều kiểu. Các bạn có thể thử từ từ ha, mình chỉ giới thiệu các bạn như vậy thôi. Đây mình dùng rất là hay cho các bạn nam và các bạn nữ. Cái nghĩa là các bạn nữ sẽ rất thích cái này. Nếu các bạn cảm thấy video này có chút xíu gì đó hay, thú vị thì hãy like, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Thì video mình đến đây kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.